路径，那是一，那当时的鲁南和鲁萨，哎，我们那个马道顺和同李兆，那个那个白鹅，那个那个有一撮呢，和小小有几波，那个闰岁道顺那么一，那个那个有几撮几波，那个那个是第一，和同时。Thế là cũng tôi sau đó tôi xin tóm tắt sơ bộ nhanh ông chuyển về công tác của tháng 1 tháng Tết của cái chi hội ta đã thực hiện đến đâu, dân của ông đồng như số 7 đến đâu. Thứ hai là cũng là một cái điều mà rất là vinh dự là trong chi hội ta cũng là tất cả mọi người trong đảng bộ Tùng Xuân và nói chung và trong thành phố là đều đang hân hoan vui vẻ để làm đón xuân và mừng đảng. Thì hôm nay cũng là một ngày mà là ngày kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chi bộ chúng ta cũng lại họp vào đúng ngày sinh của đảng. Sau đó thì chúng ta cũng ôn lại lịch sử của Việt Nam trong qua trình 82 năm quay để bước phát triển đến lâu và thắng lợi lâu. Đây là báo cáo của đồng chí trong và có hai nội dung chính như vậy. Thì chưa hết là tôi xin phép là đi vào nội dung thứ nhất. Chưa hết là tôi xin phép được thay mặt cho các ủy chi bộ chúc tất cả các đồng chí đảng viên sang một năm mới nhâm thìn có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và mọi người đều vui vẻ phấn khởi. Sang năm 2022 chúng ta đạt được tốt hơn và cao hơn nữa. Thì xem là mà các bác chúng ta rót rượu cho nước ngọt lưng cốc chúc mừng nhau và đồng thời là cũng có một chút quà nho nhỏ cầu với mọi người. Thì xin đề nghị với lại bác Kim Anh Minh Anh là cũng phát lộc đề nghị các cụ có lưng cốc ạ, có lúc chi bộ chúng ta cũng phải các cụ chị bộ thì có một chút quà để mừng tuổi cho các đồng chí đảng viên. Xin mời các bác chúng ta uống rượu và chúng ta ăn uống rượu mới là vang và ăn bánh ngọt để chúng ta vui uống xuân mới. Là chúng ta trích từ